Hello, xin chào các bạn nhé. Và hôm nay là ngày 29 tháng 8 thì shop xe được nhập đã dán xong tem một chiếc xe độ màu cam của một ông bố đặt cho con trai đi học ở Điện Biên. Thì các bạn nhìn bên góc trái màn hình ấy, mình có đăng lên cái hình ảnh ông bố này đặt cọc, anh tên là Toàn nhé, anh đặt cọc trước 2 triệu. Và hôm nay thì shop đã làm xong và ráp vào chuẩn bị gửi lên cho anh ấy trên Điện Biên nhé. Đấy, bây giờ ba anh em tập trung ráp con này luôn nhé. Thì mọi người hãy cùng chờ xem video đeo này, sau khi ráp xong chiếc xe này nó sẽ như thế nào nhé. Chờ đợi các bác đang bắt nốt thì mình có quay sang bên này một chút về một chiếc xe của bác này, bác ở Hà Giang cũng đặt cho con trai. Con này để bác đặt trước nhá, nhưng cũng đang gần, có nói chung là gần xong rồi, thì thêm một vài cái bước nữa là xong, là cũng gửi luôn cho bác đấy, ở trên Hà Giang nhé. Cái xe này thì bên shop chưa có quay cho mọi người xem này, đó cũng rất là đẹp. Thì cái xe này bên mình chỉ đổ thêm màu với nhện với một vài đèn L4 nữa thôi là xong. Xe này thì rất đẹp, thôi mình lôi luôn cho mọi người xem. Xe này ở bác Nguyễn Tuấn Tú nhé, ở Vị Xuyên, Hà Giang. Đấy. Ngày hôm nay sẽ chờ cùng với chiếc xe kia của một bác tên là Toàn ở Điện Biên sẽ ship luôn trong ngày hôm nay, là ngày 29 tháng 8 này. Để cho các bác kịp vào ngày mùng 3, mùng 4 tháng 9. Xe này thì bác cái phối màu, chọn màu cũng rất là đẹp này. Tất cả các bác mà đặt xe độ bên shop xe điện của Nhật ấy, thì là mọi người có thể tự chọn tem được nhé. Mọi người cứ chọn cái tem nào thích và nhắn tin sang Zalo của shop thì bên shop sẽ làm y chang những cái tem đấy của các bạn. Ok, và bây giờ thì hai xe này đã chính thức xong và bên mình sẽ test qua trước khi bọc và gửi cho bên giao hàng tiết kiệm và gửi chiếc xe đi cho quý khách nhé. Chiếc xe này thì về tỉnh Điện Biên này. Đấy, xe này là giá để gửi về trên Hà Giang mọi người nhé. Xe này bên mình độ gương 5 cạnh, đèn L4 màu này. Đó, ghi đông 5 khúc, xương cá này, đèn mắt vú này, kem chùm nhện. Xe này về Điện Biên nhé. Ok, đi một vòng. Và bây giờ thì bên shop đã bọc xong hai chiếc xe này và chuyển đến bên giao hàng tiết kiệm nhé. Tại vì hôm nay là bên giao hàng tiết kiệm này không có xe. Với lại bên khách hàng thì đang muốn lấy xe nhanh, cho nên là bên shop đã cho lên xe bán tải chở đến bưu cục. Cũng cách chỗ xe điện của nhập này khoảng 6 km thôi. Bên mình sẽ chở đến tận nơi để người ta có thể vận chuyển nhanh chóng hơn. Nếu mà mất công chờ thì ngày mai người ta mới có xe, nên buộc hôm nay mình sẽ chở luôn cho các bạn. Tất cả bọc rất là kỹ càng. Có hai cái gương 5 cạnh đây thì bên shop đã tháo ra cho vào cốp nhé, để tránh tình trạng bị vỡ. Cho nên khách hàng mà mua xe về thì hãy mở trong cốp ra và lắp lại. Giấy tờ để hết trong cốp, sạc và giấy tờ để trong cốp hết nhé.